Xin chào các khán giả thân yêu của Bệnh TV. Quý vị thân mến, trên thế giới hiện nay đang có rất nhiều những tổ chức cứu trợ các loài động vật, hỗ trợ, cứu trợ những loài động vật đang bị buôn bán, hay là lấy nội tạng, thậm chí là giết lấy thịt. Và tất nhiên, các loài động vật không phải là những giống loài vô tri vô giác. Chúng đôi khi còn là hy sinh thân mình để có thể cứu lấy những con người thoát khỏi những lưới hái tử thần. Trong gang tấc khiến ai đấy cũng sẽ phải kinh ngạc và cảm động sâu sắc mà thôi. Vậy thì những trường hợp dưới đây sẽ được mọi người công nhận là những anh hùng trong giới động vật. Chúng ta hãy cùng xem chúng đã làm gì để cứu lấy con người nhé! Những anh hùng trong giới động vật cứu sống con người. Số 1. Chú chó dẫn đường cứu chủ nhân thoát chết trong khủng bố 11 tháng 9. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, xảy ra vụ khủng bố bằng máy bay tấn công vào tòa tháp đôi tại New York, Mỹ. Đã có rất nhiều người bị chết và bị thương. Vào lúc đó thì chú chó lông xanh Santi đã kịp thời kéo chủ nhân của nó, đó chính là Omai Rivera, một người mù bẩm sinh, từ tầng 71 xuống đất an toàn. Một tay giữ con chó, một tay giữ người bạn của mình, ông Omai Rivera cùng với người bạn và con cún đã may mắn thoát khỏi tòa nhà trước khi mà tòa nhà này bị sụp đổ. Ông Rivera đã nói Santi đã không bỏ ông ấy lại dù là hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa. Số 2. Em lợn cứu chủ thoát khỏi cơn đau tim. Bà Joan Asman đã bị đau tim khi đang ở một kỳ nghỉ ở Brooklyn Heights, Pennsylvania, Mỹ. Lulu, một giống lợn nhà Việt Nam, đã cứu bà chủ của mình. Khi mà Lulu đã nhìn thấy Joan đang có dấu hiệu bất thường, thì nó liền tìm cách đưa bà chủ của mình ra gần đường để có thể có được sự thu hút, sự chú ý của người dân xung quanh. Nhân chứng nói rằng Lulu đã đợi cho đến khi mà có xe đến và tìm mọi cách để khiến cho xe dừng lại. Sau 45 phút, một người lái xe mô tô đã dừng lại xem xét và đã kịp thời nhanh chóng đưa cô Asman đi cấp cứu. Số 3. Chú chó Moana cứu chủ khỏi rắn hổ mang. Vụ việc xảy ra vào 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 khi mà một con rắn hổ mang chúa đã đột nhập vào trong nhà của Zegomas ở Philippines. Đây là một trong những loài rắn độc nhất ở trên thế giới. Để chúng lọt vào trong nhà, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của con người. Nhưng may mắn là chú chó Moana của gia đình đã sớm phát hiện ra và chặn nó lại từ phía dưới chân cầu thang. Lúc cả gia đình đang xem TV thì nghe tiếng Moana sủa ầm ĩ ở bên ngoài, họ nghĩ rằng nó chỉ đang nô đùa như là mọi ngày. Nhưng khi gia đình anh ấy ra xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Moana đang vật lộn với một con rắn hổ mang chúa. Cả nhà đã vội vàng đến giúp Moana đánh bại con rắn, nhưng chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì bé đã mất sau vài phút vì trúng độc của con rắn. Cả nhà đều sốc trước sự ra đi của Moana, chỉ còn 17 ngày nữa là đến sinh nhật của Moana rồi. Số 4. Chú mèo Tara cứu cậu chủ tự kỷ khỏi chó dữ. Gia đình anh Roger và chị Erika Chiastafiro sống tại Breaker Fry, California, Mỹ. Con trai của họ, Jeremy, mắc chứng tự kỷ nên cuộc sống của cậu bé thường khá là cô độc. Chỉ có duy nhất chú mèo Tara chính là người bạn thân thiết của Jeremy. Cậu bé và Tara có một sự liên kết rất đặc biệt và con mèo giống như là một người vệ sĩ luôn theo dõi, quan sát và bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình. Và sự việc đáng sợ đã xảy ra vào tháng 5 năm 2014 lúc mà Jeremy được 4 tuổi. Một buổi chiều khi mà Jeremy đang quanh quẩn trước nhà chơi xe đạp thì bị một con chó Scaroppy của nhà hàng xóm bất ngờ lao thẳng vào tấn công. Con chó điên dại đã cắn vào chân, kéo cho Jeremy té xuống đất và liên tục giằng xé cậu bé. Đoạn video đã ghi lại cho thấy là chú mèo Tara khi mà nghe thấy tiếng hét của Jeremy đã ngay lập tức từ trong nhà lao thẳng vào người con chó dữ. Tara đã tấn công rất quyết liệt, đánh đuổi con chó chạy về nhà.
Tara sau đó đã đuổi được con chó thì quay lại bên cạnh Rumi để bảo vệ và theo chân cậu chủ nhỏ của mình đang sợ hãi, khóc lóc đi vào trong nhà. Cũng nhờ vào sự phản ứng rất nhanh và dũng cảm của Tara đã cứu mạng cho cậu chủ của mình. Jeremy đã may mắn chỉ bị một vết cắn khá sâu ở bắp chân, phải không 10 mũi. Số 5. Mèo cứu em bé không bị rơi xuống cầu thang. Sự việc xảy ra vào ngày 31 tháng 10, theo video của gia đình, cậu bé đang trong bộ đồ đỏ, đang bò trên sàn nhà, khi mà cậu bé bò ra đến cửa, nơi tiếp giáp với một cầu thang dốc thẳng đứng. Con mèo nhà đang nằm trên ghế sofa đã lao vọt xuống, cắn vào áo và đẩy cậu bé trở lại phòng. Nó đã tiếp tục canh chừng cho đến khi mà cậu bé bò vào lại giữa phòng mới thôi. Video con mèo nhanh trí đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Mặc dù con mèo đã cứu sống cậu bé, nhưng sự việc này khiến cho rất nhiều người đã chê trách phụ huynh đã quá là sơ suất khi mà để con nhỏ ở trong nhà một mình. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng xem những chú voi to lớn hùng ịch sẽ làm gì khi mà thấy được sự nguy hiểm của thiên nhiên sẽ đến được với con người. Và ngoài thân hình đáng yêu ra thì chúng cũng có những cái bụng tốt như thân thể của chúng vậy. Số 6. Voi cứu người khỏi sóng thần. Thảm họa sóng thần đánh vào bờ biển Thái Lan từng cướp đi rất nhiều những mạng sống của nhiều người. Ngày 26 tháng 12, khi mà một trận động đất mạnh đã gây ra một trận cơn sóng thần dữ dội vào vùng biển Phuket, Thái Lan. Cô bé Amber, 8 tuổi, đang vui đùa ở trên bãi biển cùng với chú voi Ninh Nong. Chú voi 4 tuổi được đào tạo để có thể giải trí cho khách du lịch. Khi mà biển bắt đầu có những đợt sóng kỳ lạ thì Ninh Nong đột nhiên trở nên lo lắng. Những cơn sóng dần bắt đầu ập đến, Ninh Nong liền tìm nơi ẩn náu trong đất liền. Mang theo bên mình là cô bé Amber đang sợ hãi và đã cứu sống cô bé. Nhờ vào đó mà Amber đã qua khỏi cơn sóng thần cùng với con voi thông minh. Số 7. Chú chó gọi 911 cứu chủ. Theo trang thông tin của Mỹ, rạng sáng ngày 6 tháng 8 năm 2015, ngọn lửa đã bùng lên bên trong nhà của bà Maria Colon, bị mù từ năm 1992 khi mà bà đang ngủ. Mùi khói khiến cho bà Mariana Colon đã tỉnh giấc. Bà kể lại với phóng viên, lúc đó tôi nói, ôi lạy Chúa ơi khói, tôi không thể nào thở được. Biết nhà mình đang bị cháy, bà đã hét to mệnh lệnh nguy hiểm, Danger, cho con chó vàng 5 tuổi có tên là Yolanda, thuộc giống chó săn Labrador. Ngay lập tức, chú chó đã chạy đến bàn điện thoại được thiết kế đặc biệt và dùng ngón chân chỉ vào một ngón duy nhất để gọi 911. Vì Yolanda đã được huấn luyện để nhấn nút này khi mà bà Maria Colon sử dụng từ nguy hiểm. Bà Maria Colon đã kể lại, tôi đã nghe thấy tiếng bấm nút điện thoại và tiếng gầm gừ của nó. Và tôi nói thầm, ôi trời ơi, nó đã gọi cảnh sát. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát cứu hỏa đã đến nhà của bà và khống chế được ngọn lửa. Bà Maria Colon được đưa đến bệnh viện để điều trị do bị ngạt khói và một vết sức ở mắt. Đây không phải là lần đầu tiên mà Yolanda đã cứu mạng bà chủ. Yolanda từng gọi 911 vào năm ngoái khi mà bà Maria Colon bị té ngã cầu thang trong nhà và bất tỉnh. Số 8. Cá heo cứu người khỏi cá mập. Adam Walker là một trong những vận động viên bơi lội tham gia một cuộc thi bơi qua eo biển Cook ở New Zealand, kéo dài 8 tiếng 36 phút. Đây là chặng đường bơi thứ 6 của Walker trong thử thách bơi qua 7 đại dương. Những người tham gia thử thách này sẽ phải qua 7 vùng biển khó bơi nhất ở trên thế giới để gây quỹ cho Hiệp hội Bảo vệ Cá heo và Cá voi. Trong khi đang bơi lội, thì Walker đã nhận ra có một con cá mập dài 2 mét đang lượn lờ ở dưới mình. Nhưng may mắn thay, con cá mập đã không hề tấn công anh vì có một đàn cá heo đã xuất hiện kịp thời, tạo nên lớp vỏ bọc bảo vệ cho Walker. Đàn cá heo khoảng 10 con đã bơi cùng với vận động viên này trong chừng 1 giờ. Với những người đã chứng kiến sự việc, một cảnh tượng ngoạn mục khi mà những sải bơi của Walker sánh cùng với những cú nhảy của khoảng 10 con cá heo. Chúng đã bơi rất gần anh, đến nỗi mà có lần anh đã chạm vào đuôi của chúng.
đàn cá heo đã chủ động bảo vệ anh ấy khỏi cuộc tấn công của những con cá mập. Hay chỉ muốn bơi cùng với Walker vẫn chưa được làm rõ, nhưng những vận động viên bơi lội này vẫn cảm thấy rất biết ơn chúng. Hãy dành một chút thời gian cho ảnh đại diện ngày hôm nay, khi mà trong ảnh là một cô bé đang được chú ngựa ôm vào trong lòng, thể hiện tình cảm một cách âu yếm. Các bạn có biết phân cảnh này trong bộ phim nào không? Nếu như biết, hãy comment xuống bên dưới để chúng mình cùng tìm hiểu nhé! Số 9. Cá voi Beluga cứu thợ lặn. Nữ thợ lặn Jang Jun nghĩ cô đã sắp chết khi mà chân đã bị tê liệt bởi nhiệt độ băng giá trong cuộc thi lặn tự do ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Các vận động viên đã phải lặn xuống đáy của một bể nuôi cá lạnh giá sâu tới 6 mét và không có bất kỳ những thiết bị thở nào cả, và ở đó lâu nhất cho đến khi có thể. Khi mà cảm thấy không ổn thì Jang Jun đã cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng cô ấy đã cảm thấy khiếp sợ vì đôi chân đã bị cứng đờ vì chuột rút. Trong lúc đang nghĩ mình sắp không qua khỏi, ngạt thở và chìm xuống dưới đáy thì Jang Jun đã nghĩ mình sắp chết, cho đến khi mà cảm thấy một lực đẩy bất ngờ bên dưới đưa cô lên mặt nước. Được biết, hồ bơi tại Polaland, Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cũng là nơi cư trú của loài cá voi trắng Beluga. Nàng cá voi Mila đã nhìn thấy tình trạng của Jun nên đã lập tức lao xuống để đẩy cô lên. Khoảnh khắc này đã được các nhiếp ảnh gia trong cuộc thi ghi lại. Một người trong ban tổ chức đã nói: "Mila biết vấn đề trước khi mà chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đột nhiên nhìn thấy cô gái được đẩy lên mặt bể. Mila đã kéo nữ thợ lặn bằng cách là dùng miệng ngậm chân cô. Nó là một trong những con thú nhạy cảm, rất gần gũi đối với con người. Tôi nghĩ Jang Jun đã nợ một con cá voi mạng sống." Vừa rồi là những trường hợp cứu người của các anh hùng các loài động vật. Bạn nghĩ sao về chúng? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Và đừng quên subscribe cho kênh và ấn vào quả chuông thông báo để có thể trở thành người đầu tiên được xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!